Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mới vừa tan ca về xong mọi người. Bây giờ đi lên nhà chị Thu. Chị Thu thì có đổ bánh xèo với lại bánh bao mọi người, cho nên mấy chị em đi lên đi ăn nha mọi người. Đây là chung cư của chị đó. Giờ này tối rồi. Giờ này mới vừa tan ca xong. Ủa khúc này nó không có đèn hả? Rồi rồi, thấy không đèn. Nhà em có đèn nó sáng. Trời ơi, làm gì mà khéo dữ vậy? À, nổ bánh đây hả? Cái này nổ bánh đây. Bữa nay lên ăn ké. Khéo quá vậy. Bữa nay đi thăm vườn nông sản của nhà chị Thu. Trời ơi, trời ơi, dữ lắm rồi. Cái ổi dữ thằng nha. Trời ơi, ổi của nè. Trời ơi, cái này mà ốc mà ha, luộc một cái. Trời ơi, cái cốc. Cái cốc rồi mọi người, nhìn cái cốc. Trời đất ơi. Trời ơi, quá trời luôn nè, đây nữa nè. Nó má nó trời đất ơi, thằng ơi. Trời nó quá trời vậy. Trời ơi, cao má, chồng cao má. Thiệt cái là tình luôn á. Giờ đợi nhiên đây nè, làm một ly uống chị. Ăn mấy xèo số 4 làm quất đó, có rau nè đó. Rồi sắp lên ăn đó, nguyên một mâm luôn. Chị giỏi ghê á, đang dẹp bớt cái này. Ừ, đúng lấy cái gì á, chắc ra chứ ăn đâu hết mà giữ rồi. Dạ đó, chuẩn bị một tô nước mắm luôn. Dạ. Dạ. Cho tao hai cái đi. Trời ơi. Đâu có dừa đâu ha. Cái gì liên quan tới em nữa? Đó là những biểu hiện. Cái gì liên quan tới em nữa trời? Bỏ ba cái nhỏ, cái gì nhỏ mà. Đây nha. Đây của chị hả? Dạ. Chị có bánh tráng không? Chị không ăn được rau kia, chị ăn được mỗi rau này thôi. Bình cái màu ngon quá à. Chủ nhà ngồi xuống. Nhà mấy ăn tăng chứ ăn. Uống cà phê không? Ăn cà phê chưa? Thôi ăn trước để tính ăn uống ăn trong kia, no. Uống cái mà kia là cái vụ. Được cái vụ. Ăn làm xong. Từ chưa kịp mới hả? Không quay mày. Ngon không? Ngon ha. Mấy bác chị ăn thấy đẹp. Mấy chị cho để chiều cho mấy chị ăn tự nhiên. Chua chua. Bữa nay có Lộc ăn ghê luôn á. Gấu thì đem đồ ăn không chịu ăn. Rồi bữa nay ăn gà hầm xăm nữa chứ. Trời ơi. Lộc ăn quá trời luôn. Mẹ quay hoài vậy, mắc cỡ ăn nhiều mà quay hoài mà. Ăn nhiều mẹ. Mắc cỡ ăn nhiều. Lâm rau không quay, tao ăn có mỗi thứ rau quay. Bây giờ tới mình ăn nha. Đây là hai phần bánh, hai cái bánh. Cái gì có quẹt quá hả? Trời ơi. Trời ơi. Nhưng quay cái đảo đó trước rồi. Nhưng mà nát kia ăn kia kìa. Chị về làm chi, con bé gì nó khoái phải rồi. Gấp miếng nữa đi. Cho đủ bộ. Không ăn lại đó. Cái này chỉ thắt nhỏ là vậy hả? Ừ. Bà học đi. Về bánh bao kìa, bà học bánh bao đi. Bánh bao mới đặt cho nó bệnh đấy. Nhưng mà em làm thì em bị chai ngắt hả? Em làm sao bị chai luôn? Bắn cái đầu cái để đó đó cái nó lại luôn. Để cái nó bả làm hả? Bả làm bả làm bánh bao hồi thì. Ăn cái hả? Chắc bả no mới ịn á. Ăn cái bánh xèo đó, bánh bao, bao được rồi, nó cá bạn ăn được ha. Má bánh trơn hả? Chưa ghiêng cho bà giao với lại trời ghê chưa 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 ghê chư
hồi lấy hồi lấy bọc thôi nó là nó cho tao miếng cho tao bọc xé tao mẹt nó con bự vậy đó bọc lấy lẹt bẹt luôn tới bọc cuối cùng cũng hốt luôn đó đó mày nghĩ sợ rồi đó mày nghĩ nha ăn gì khỏe không rồi rồi tới công chuyện này nó gần hết á bấm mũi tên này lên nào nó tăng cái nhiệt độ lên ơi có sao ớt thêm không được bơi thêm không thì bơi thêm em bơi bơi miếng đi bơi miếng muốn đi nè muốn nghỉ gì muốn nghỉ nhỏ cho nhỏ cũng được muốn nghỉ không thù Wow. Ừ. Nó đặc lại ngon quá. Giống giống Việt Nam mình thiệt luôn rồi. Mình cũng thấy nó dai quá trời luôn á. Thôi lên nhiêu đây thôi. Mà mình muốn nhiều ăn quá đem nhạt ra đâu. Trời ơi dữ. Anh trực mà còn đòi hỏi. Wow. Cái này là lá sâm mọi người nhào ra nhồi ra nè. Bây giờ nó đông lại. Wow. Quá hay nhỉ. Ừ, ngọt lắm, em đâu biết ăn. Xong là mình bỏ môi dài hộp cái đá rồi cho em xin ngon nó dai dai hả chị cái này dai ngon nó có mùi vị sao chuyện biết mùi đâu quay cho mày ăn đi mày nói mày nói mày tăng biết mùi chế á thơm thơm cái mùi vậy không biết thơm thơm cái mùi nó mới thơm thơm nó chừng mùi gì ta mùi gì á mình không biết mùi sâm á mùi sâm chứ mùi gì tiện nó gì vậy tiện ở Việt Nam mà có ăn không mùi sâm hình như là Việt Nam thì ăn được một lần hai lần bây giờ là quên rồi đó là những điều gì mùi sâm sự lên nhỉ ăn sâm là cái mùi gì mùi sâm ngộ vậy đưa rồi nó ngọt lắm hai muỗng hay rõ thôi ăn gì ngọt chứ vậy thôi chị Thú đây là chủ nhà ăn cái gì cũng là đường đường gì mà dữ vậy ăn này chắc nó ngon ha nó mát lắm nè mát rồi ừ. Ăn xong rồi gói về nữa nè mọi người gì vậy mấy cái ăn đi bữa nay mà có đi ăn nóng nóng vậy nóng bỏ vô bỏ vô dẫn cho lên chi á dục vô ừ dục đi nó ăn về nó no quá nó đói rồi rồi em bye bye rồi em chào chị hai anh hai em thôi em về nha dạ ba chồng ấy hả thôi về em về nha bye bye dạ giờ này là nó khuya rồi mọi người rất khuya luôn giờ này cũng đã khuya mọi người bây giờ hai chị em thì đi về nếu mọi người có yêu quý kênh thì cho Tiền xin một like hoặc đăng ký kênh và một chia sẻ nha bye.